Việt Nam hôm 30 tháng 12 ghi nhận 17.000 ca mắc COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố, tăng hơn 3.100 ca so với một ngày trước đó. Đây cũng được xem là con số kỷ lục được ghi nhận trong ngày kể từ đầu đại dịch cho tới nay. Trong số các tỉnh thành, Hà Nội có số ca mắc mới nhiều nhất với 1.866 ca, Cà Mau đứng kế tiếp với 1.008 ca và thứ ba là Tây Ninh với 935 ca. Trước tình hình các ca mắc mới gia tăng trở lại, các thành phố lớn như Hà Nội đã phải điều chỉnh các kế hoạch chào đón năm mới 2022 để tránh tụ tập đông người. Tại Hà Nội, với số ca mắc COVID-19 mới gần 2.000 ca mỗi ngày, đứng đầu cả nước liên tiếp trong 11 ngày qua, vừa ra thông báo không tổ chức bắn pháo hoa đếm ngược để chào đón năm 2022 như thường lệ. Thay vào đó là các hoạt động trực tuyến, các chương trình giao lưu văn nghệ đón xuân được phát sóng trên truyền hình địa phương. Nhiều quận huyện ở Hà Nội được chỉ đạo phải tăng tốc độ tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân để đối phó với tình trạng nhiễm bệnh tiếp tục gia tăng mỗi ngày. Tương tự, thành phố Hồ Chí Minh mặc dù có số ca nhiễm mới mỗi ngày thấp hơn, nhưng thành phố đông dân nhất nước cũng quyết định không bắn pháo hoa trong dịp Tết dương lịch để tránh lây lan COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, trong số các tỉnh thành của Việt Nam, 10 tỉnh thành có tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp và Kiên Giang.